xuân xin nhà vui quá vui, tiệc tưng bừng viên đôi sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ tình yêu như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người cũng trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong con đầy đàn. Tiếng cười yêu quán vui là rượu thơm nồng, nắm ta uống say một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, chuyện cô đơn vẫn bên nhau như cao với trời.
Thank you.
duyên chiều xưa đi khắp phố phường tìm mua trong mấy gian hàng trăm nghìn muôn thứ nhưng chưa vừa lòng ngập ngừng tìm kiếm làm sao. Theo là đàn trai xin cho mời đàn trai trình bức thang mà tặng cho cô dâu trong cái ngày vui hôm nay trang cho bà con hay họ. Cũng báo với bà con hay họ là đàn trai tặng cho cô dâu là thứ nhất là một cái vòng đeo cổ, một vòng đeo tay và đôi bông, cộng với một cặp nhẫn cưới. Nãy giờ chú rể sợ mất, chú rể bỏ vô túi và thấy ba rồi. Và cái tiền phụ lễ là 15 triệu. Đó là những cái phần mà của bên đàn trai để tặng cho hôm nay. Thì để tôn cái vẻ đẹp của cô dâu, cái người mà đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay thì cũng mời làm tin. Rồi đây duyên đã vuông tròn, tặng em hoa cưới tay cầm, hoa cài trên áo, hoa thiêu vành khăn. Để bàn tay thấm lệ thẹn thùng khi tình yêu đến, anh tặng em một màu hoa trắng ngần mịn màng để nhìn nắm ngón ngà nhẹ nhàng giữ trên cành hoa. Làm tin rồi đây duyên đã vuông tròn, tặng em hoa cưới tay cầm, hoa cài trên áo, hoa thiêu vành khăn. Tặng em hoa cưới tay cầm, hoa cài trên áo. Từ hôm nay em sẽ là vợ của anh và chúng ta hãy cùng nhau xây dựng cuộc đời ngày càng đẹp hơn. Rồi hôn má thì gửi cái đi kìa. Hai cô dâu chú rể hôn nhau. Đây là chú có cánh tầng cà rê. Rồi sau khi cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới cho nhau vậy là đã là vợ chồng với nhau. Cùng để chúng ta hãy cùng xá bàn thờ hai xá. Xá ông bà hai xá. Cùng ba cái đường, cùng tay à, cùng tay à. Để tỏ lòng kính trọng và tiếp nhận gia đình cô dâu như gia đình mình thì chú rể rót rượu mời ông bà cha mẹ cô bác của cô dâu và hay chú rể rót rượu rồi hai con cùng mời. Trước hết là mời bà nội. Dạ bà nội.
đi gò bãi luôn, mời gò bãi luôn. Hai bà bãi luôn, bà làm bãi luôn. Rồi hai bà đụng ly uống vậy. Hai bà cùng đi, hai bà cùng đi. Rồi, con chồng gái cũng đồng ý.
trong từ đây xa phút long đông chàng về đã có thiếp mong chúc mừng hai họ một nhà chúc mừng gió mưa thuận hòa đường đi tuy khó không xa đường về trong tiếng hoa ca chúc nàng đường luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà chúc chàng tình xuân đậm đà một nhà nồng ngát hương hoa nay chim đã sơ lầm tình ta nên duyên vợ chồng từ đây xa phút long đông chàng về đã có thiếp xa phút long đông chàng về đã có thiếp qua cầu soi bóng
nhiều thăm sông ơi gương nước chưa phai phôi ta còn vui hồng tình quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua từng lứa đôi lúa đồng mãi xanh tươi mướp cà thấm nơi nơi và vành môi trai gái gước câu ca yêu
thuyền em đi trên sông trắng sáng, cưới nhau về ta giữ hội vui trên sông dài thuyền hóa xanh, bao cô nàng mỉm cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm. Em vang cả dòng sông, dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái trèo bơi, bên thành bình ta sống thành thời. Làng quê ta đêm nay vui quá, giữa em về trên chiếc thuyền hoa, chân man dày đâu che khăn nịnh, đôi môi hồng mỉm cười. Thành phố mới rước em về con nước mừng vui, rước em về cháu bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi hò khoan hơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng, rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tình tình yêu luôn. Mẹ nó không có lên đâu. Nó lên thì nó đi rồi. Quên được là cha mẹ cô bác cô bác cậu mợ gì đó, thành ra là cái mong muốn của chúng tôi là cũng muốn gửi gắm đứa cháu để rồi là trước tiên là chú thím ha, rồi sau là các cô rồi các dì cậu mợ gì đó thì có gì đó là cũng quan tâm và chăm sóc rồi dạy dỗ cháu đó, thì cái mong muốn của gia đình của tôi là vậy. Tôi cũng hết tí rồi đó nghe. Rồi nhìn con tư ơi. Dạ rồi. Chị hai, cảm ơn chị hai. Chị hai dùng nước trà hay là cảm ơn của hai vì làm em. Không có ai, hồi em điên hết. Thôi nghỉ đi mẹ ơi. Bây giờ để con nói nha. Tại vì sắp xếp nãy giờ không có đọc không có gì hết trơn, thấy vô gửi tụi con cũng không có ấy nữa rồi, thứ hai nó nực nội mệt quá. Bây giờ ra mời ba mẹ này kia ra dùng trà đi, còn cái thằng này gửi sau đi. Ở trong nhà không à. Dạ. Thôi rồi vậy đi. Thôi. Thôi chứ vậy đi, con sợ thằng mau đi. Nhận tiền đó. Rồi vậy đi. Rồi.
tốt thật nhiều. 2, 3, 4. Mà năm tháng ý xuân không tàn,
phút giây ban đầu và cho tôi siêu tình yêu giữa phút giây ban đầu và cho tôi siêu tình yêu.
sao câu hò điệu lý bớ nàng ơi. Băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh xa xuyến lý chung tình. Quan họ người ơi tương tư mà chìm sao, we'll be right back.
là một vì sao chiếu